dropping bass like a motherfucking atom bomb. Hello và hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Mình là Khôi Michael và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái series bắt cua trong GT nằm nhà. Ok, ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục bắt cua trên hệ máy PC nha các bạn ơi. Nhưng cái Mac thì nó lại ở trên hệ máy PS4 ha. Lý do tại sao mà mình có thể lấy được một cái Mac ở trên hệ máy PS4 và chơi ở trên PC được á, thì do một ông bạn người nước ngoài của mình có mốt cái Mac này và yêu cầu mình bắt cua. Nên ok, ngày hôm nay mình sẽ thử chơi cái Mac này trên hệ máy PC xem coi nó như thế nào nha. Cùng với lại em nhân vật nữ cộng với chiếc Party 801 ở đằng sau em nhân vật nữ của mình nha các bạn. Rồi ok, bây giờ vô đây xem coi map này bắt cua sẽ như thế nào nhé. Hình như là map thiết kế với hai tông màu chính là trắng, à không phải trắng, vàng và đen rồi mọi người ạ. Nhìn khá là đẹp ha. Và hiện tại là chúng ta cũng đang ở trên trời luôn các bạn ạ. Rồi đi thôi, xem coi map này sẽ như thế nào nha. Tiết mục đầu tiên chúng ta sẽ bông dâm qua cái ghế này nha các bạn. Cái pha này thì bắt buộc phải bông dâm nha, không bông dâm là nó sẽ bị lọt vô cái gọi là cái đầm lầy các bạn ạ. Đó, đây là một chướng ngại vật khá là trôn, nếu mà mọi người cũng biết là đi cứ bình thường đấy là nó bị như thế này này mọi người này, thấy không? Không đi nhanh là lọt khe ngay các bạn ạ. Rồi lại nha, cái pha vừa rồi là mình lấy ví dụ điển hình hướng dẫn cho các bạn cách đi thôi đấy, chứ đáng lẽ là mình sẽ không bị fail chỗ đấy đâu, chẳng qua là mình hướng dẫn ấy. Bây giờ là đảm bảo không fail này. Từ từ, pha vừa rồi mình hơi lạng lạng mạnh quá các bạn ơi. Rồi đi này các bạn này. Nope. Ôi trời ơi, vẫn bị à? Ủi. Ok, không sao mọi người ạ. Có hai lần fail nhẹ nhàng còn con ở chỗ này mà. Rồi, từ giờ đến cuối map là không fail nữa đâu này. Nên, nung ninh luôn nào. Rồi đấy nhá, chưa fail nhá. Rồi, pha này tăng speed lên này. Ăn chick boy này, đấy. Ngon lành cành đào chưa? Rồi, bắt đầu là lên trên đây à. Quẹo phải nhá. Đấy, để lên trên cái tấm này. Tiết mục tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt cua đoạn đường off-road nha các bạn ơi. Và vượt chướng ngại vật luôn. Và này khá là dễ thôi, chạy và qua thôi các bạn. Úi trời ơi. Oh my good god. Tưởng pha đấy chết rồi chứ các bạn, nhưng mà may quá, không chết. Hên. Số khôi mạng lớn các bạn ạ. Rồi, lên trên cái tấm này và ăn chickboy nữa thôi các bạn. Tiếp theo lại là một pha bắc cua lên dốc với lại một lốp xe nha. Pha này thì cũng đơn giản thôi các bạn, chỉ cần việc giữ ga và lên thôi. Đó, đơn giản nhỉ. Ok, tiếp tục nào. Thôi. Oh my good god, chưa chết các bạn ạ. Pha vừa rồi chạy nhanh quá khiến Khôi bị trượt ở cái đường ống này luôn. Cái này cũng khá là trơn nhỉ, đúng không? Tính ra là cũng trơn đấy. Đấy, với đi nhẹ lên đây là trượt thôi. Rồi, nên được rồi. Tiếp tục là lên trên đây và ăn chick boy nữa thôi các bạn. Chưa nha. Còn phải vượt chướng ngại vật ở chỗ này nữa. Bắt cua ôm cua các kiểu đồ đấy thì mới qua được. Nhanh nào chick boy ơi. Quên lộn cái chướng ngại vật ơi. Rồi, ăn được rồi nha. Tiếp theo lại là một pha bông dâm mọi người ạ. Dâm này thì chắc không có chôn chủng gì đâu, chỉ dâm qua mấy cái cục cục to to này thôi ha. Rồi, đi nào. Úi trời, cao và xa gớm nhỉ. Lên trớn phát lên đây à, quành xuống kia à. Ôi thôi rồi, pha này chết rồi. Úi trời ơi, tôi biết ngay mà mọi người ạ. Tôi biết là lúc nào tôi chết luôn mọi người ơi. Rồi lại nha. Cái này tính ra cũng dễ thôi các bạn ạ. Các bạn chỉ cần việc căn me nó chuẩn chuẩn tí là nó qua thôi. Cái này chắc đi nhanh cũng được đấy. Đó, đẹp luôn. Tiếp theo là xuống đây hả? Rồi, chạy qua bên kia luôn ha. Bên này này. Úi trời ơi, đạp đất quá là hoàn hảo các bạn ạ. Và ăn chick boy thôi. Tiếp theo là một pha bắc cua bằng một lốp xe nha mọi người. Và cái chỗ này thì nó cũng có một cái tường gọi là tường
tường tường mà có thể đi xuyên tường các bạn, nó giống như kiểu cái mặt đất lúc đầu của chúng ta đấy. Đây này, dân chơi khôi Michael nhìn chướng ngại vật biết ngay là chướng ngại vật gì à các bạn ạ. Kinh nghiệm đầy mình mà, nhiều ông cứ tưởng là không phải đi bằng một lốp xe, đi xuống là toang đấy ha. Đó, phải đi lối này mới đúng nhá. Rồi bắt đầu là lên dốc này và ăn chiếc boy tiếp thôi các bạn ạ. Đi đâu nữa đây, chạy qua đây à? Rồi tiếp tục là một pha gọi là bắc cua ốp cua nha. Từ từ nhẹ nhàng truyền cảm qua những cái chướng ngại vật này nào ha. Tiếp tục từ từ nhẹ nhàng truyền cảm và qua. Cứ từ từ thôi các bạn ạ. Các bạn không nên qua vội vàng nha. Tại vì cái này nó đi là đúng theo một cái quán tính các bạn ạ. Và đại khái là các bạn cứ từ từ cho mình ha. Không biết mô tả như thế nào nhưng mà chỗ này phải từ từ, không thể nào mà nhanh được. Rồi qua. Tiếp theo là lên đây à. Vẫn là một pha bắc cua bình dân thôi nha mọi người ơi, một pha dễ, ai cũng làm được thôi. Chạy lên đây, xuống đây, đấy, đơn giản. Bẻ lái qua đây. Tiếp tục là ôm qua đây, bẻ lái qua bên đây nữa luôn. Rồi, pha này là đi trên thùng container nghiêng 45 độ nha. Chạy lên đây, ăn checkpoint. Ui giời, còn phải dâm nữa. Ui mày thế nhở, pha đấy mình nhìn kịp các bạn. Cái pha đấy ai không biết mà lên từ từ rồi không dâm lên cái kia nữa là lại toang, lại phải đi lại từ đầu mới làm được. May sao mình nhận biết kịp mọi người ạ. Rồi giờ là đi qua xe bớt thôi. Pha này cũng đơn giản ha. Ơ à, đi lối này à. Chúng ta sẽ phải đi lối nhỏ này, nhưng mà mình không thích đi lối nhỏ, mình thích chạy qua bên kia luôn nha các bạn. Đây gọi là đi tắt đấy. Đó, chạy về nhanh hơn. Rồi, xuống đường ống nào ha. Ui trời ơi. Ui trời ơi. Ui trời ơi. Vẫn dính các bạn ạ. À. Vẫn dính một cái ống này tại vì nó cũng có cái khúc ngang ngang, cái nó dài quá, nó to quá, các bạn không né được. Đây này, cái khúc này này. Giá như bảo nó có cái que que như ở trên ấy, thì còn né được chứ. Chứ như vậy là khôi chị, sao mà né được. Rồi, ăn chiếc boy tiếp nha. Ta này đi đâu đây? Vâng, và bây giờ sẽ có tiết mục leo tường nha mọi người. Đây này, leo chỗ này này. Đấy. Leo và từ từ thôi. Ok, pha này thì các bạn tắt ga và đi nha, không nên giữ ga ở chỗ cái leo tường này. Đấy, cũng tùy theo những bức tường thôi. Bức tường nào cho chúng ta giữ ga thì về giữ ga, còn bức tường nào mà tắt ga thì cứ vậy là tắt ga nha. Cái pha này off-road lên đây cũng đơn giản thôi mà. Đụng dâm lên cái thùng tiếp nha. Sợi. Map sướng đấy các bạn. Lâu lắm rồi mới chơi được một cái map trên hệ máy PC mà sướng như thế này. Thề luôn, từ trước đến giờ cứ chơi mấy cái map trên PC là cảm giác là nó chán ấy. Kiểu nó dễ quá các bạn. Map này thấy nó sướng này. Đi thấy nó đã phê phê ha. Rồi, ăn chip boy tiếp nào các bạn ơi. Ủa, 7 phút mà khô bắc cua bao nhiêu chặng đường rồi. Chưa thấy xong cái map này các bạn ạ. Lâu vãi cả đái luôn. ok, cái này phải bông dâm mạnh nha. Thôi, cái này mà bông dâm yếu như vừa rồi mà các bạn cố lên nữa là nó sẽ bị trượt đấy nha. Đã dâm là phải dâm mạnh cái chỗ đấy. Ôi, không drip được ạ. Ôi, thôi toang. Ôi, may quá các bạn ơi. Không sao. Cứ tưởng là chết rồi nhưng mà may quá. Rồi, chờ cái cục kia nó lên nha, rồi chúng ta sẽ chạy qua cục chướng ngại vật động đây này. 8 phút rồi mọi người ạ. Không biết khi nào mới xong cái map nữa mà thấy bắc cua nãy giờ rồi. Ui, có 15 checkpoint thôi mà sao cảm giác nó lâu nhỉ. Ui, tiếp theo sẽ là một pha chạy bằng mô tô trên đường xoắn ốc nha các bạn ơi. Pha này cũng hơi căng này, tại vì mô tô nó không chạy được. Nó khó chạy lắm các bạn. Đây mình sẽ làm vậy thôi. Nope. Uầy, không được rồi. Pha này chắc theo nhiều đấy các bạn ạ. Sao để cố gắng chạy thử một lần qua coi. Uầy, không được nữa rồi mọi người ơi. Trời ơi, cái pha này hơi căng đấy nhá. Tại vì nó không chạy được, mô tô nó không chạy được. Ấy, đường này.
hay quá, qua được một vòng rồi các bạn ạ. Còn vòng thứ hai nữa. Ui, một pha rất là may của Khôi. Rồi, vòng thứ hai để lấy trớn đã. Xoắn ốc này nó không chạy liên tục được giống như kiểu ô tô. Ôi, thôi. Đấy mọi người thấy không? Cái kiểu nó mô tô nó yếu yếu ấy, đấy chạy nó không được mạnh mẽ. Lại nè. Rồi, đi leo luôn, đi luôn. Ui trời ơi. Ui. Qua được rồi nha các bạn ơi. Nhẹ nhàng 4 lần fail mới qua được chỗ này các bạn ạ. Ui, tới đích rồi á. Ơi, nhẹ nhàng truyền cảm thế nhở. 9 phút 32 giây tới đích ạ. Ui ui, cái này nó xoay về sao mà vô được. Ui. Ôi trời ơi. Nó xoay ghê các bạn. À được rồi. Tôi tưởng không vô được nữa thì tôi cũng toang cái chỗ đấy. Rồi, xong rồi các bạn, nhanh vãi đái luôn. Với thời gian chỉ là 9 phút 47 giây thôi nha mọi người ơi. Ui, một cái map quá chi là đơn giản và giản đơn với Khôi luôn. Đấy, thôi, chắc là có thể video này của mình cũng tạm kết thúc tại đây thôi. Tại vì nói thật là bắt cua thì lâu lâu mới kiếm được map trên PC à mọi người ạ. Nó không đa dạng như kiểu PS4. Đấy, nên thôi nha. Chắc là mình xin phép mình kết thúc video này tại đây thôi. Thì nếu các bạn thích video này của mình á, nhớ cho mình một like, chia sẻ và đăng ký channel của mình nha. Đừng quên comment đóng góp những cái ý tưởng hay ho đến cái channel của mình nha mọi người. Rồi ok, bây giờ clip đến đây thôi. Bye bye tất cả các bạn và hẹn các bạn vào video tiếp theo của mình. Bye bye. Chào.